Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Lời nói đầu tiên, Vũ Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có ngày đầu tuần luôn vui vẻ và thành công. Dạ, hôm nay Vũ Hoa Kiển Nguyễn Thông xin tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cây phôi mai chú thủy nhu gò công có giá rẻ, có loại lá nhỏ và loại lá to anh chị cô chú. Thì cái lô lá to này mình mới về và cũng cắt rồi anh chị cô chú, cắt rồi bươi đế ra thì có những cái gốc cũng khủng anh chị cô chú. Gốc có vành cỡ 40 ba mấy 40 cũng có anh chị cô chú. Và hôm nay bên Vũ Hoa Kiển Nguyễn Thông cũng nói chung là bán rẻ rồi anh chị cô chú, những cây phôi mai chú thủy loại lá nhỏ anh chị cô chú. Đó, thì những cái cây này lúc trước mình giao lưu là làm giá là 230 cho đến 250. Có những cây này 250 anh chị cô chú. Thì có vành từ 24 cho đến 26, 27, 28 có anh chị cô chú. Với điều kiện anh chị cô chú lấy từ 3 cây trở lên thì mình để giá 200k anh chị cô chú, tay cành đầy đủ. Mà anh chị cô chú lấy số lượng càng nhiều thì mình giảm càng nhiều. Ví dụ anh chị cô chú lấy 10 cây thì mình sẽ tặng thêm 1 cây anh chị cô chú. Và tiếp theo là hôm nay mình cũng giao lưu tiếp anh chị cô chú là những cái nhánh chiếc của mai chú thủy nhu gò công. Đó, những cái nhánh này bự khoảng từ ngón tay anh chị cô chú, nhỏ nhất là ngón út ha, bự hơn là ngón tay cái. Thì cái chiều dài của cái nhánh này khoảng từ 20 gang tay anh chị cô chú cho đến 25. Thì có giá là 12k cho một nhánh. Anh chị cô chú lấy 50 nhánh trở lên thì mình sẽ bao ship. Và đặc biệt là anh chị cô chú lấy 10 nhánh thì mình sẽ tặng cho một nhánh anh chị cô chú. Anh chị cô chú có thể mua những cái nhánh chiếc này kèm theo với những cây phôi lớn của mai chú thủy nhu gò công. Ví dụ như anh chị lấy 5 nhánh chiếc hoặc là 10 nhánh chiếc bỏ kèm vô cái thùng hàng mình đóng luôn anh chị cô chú, nó đỡ tiền ship cho anh chị cô chú ha. Rồi bước vào mã số tiếp theo của những cái lô mai chú thủy gò công loại lá lớn anh chị cô chú. Clip vừa rồi là mã số 210 cái cây tai cành đầy đủ anh chị cô chú. Đó, cành 1 có, cành phong, cành 3, 4, 5 nuôi tiếp anh chị cô chú. Cây rất là lực. Mã số 210 có vành là 30, chiều cao là 22, giải phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Giá này mình đưa ra là bao ship anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 211. 211 cái bộ đế trải đều anh chị cô chú. Rồi lên tay cành. Đó, cầm 1 anh chị cô chú lấy đây, cầm 3, cầm phong mình nuôi tiếp anh chị cô chú. Mã số 211 có vành là 27, chiều cao là 22, giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 212. 212 cây này có dáng quèn anh chị cô chú. Đó, mình về mình trồng cho nó hơi ngã vậy ha. Rồi tay cành đầy đủ ha. Còn không anh chị cô chú về làm một cái tiểu cảnh. Còn dưới đây mình thiết kế ha, ví dụ hai ông đang ngồi quýnh cờ hay là chú tiểu đang ngồi chăn trâu thì cũng được anh chị cô chú. Đó, một cái cành ra rất là đẹp. Và cây anh chị cô chú. Mã số 212 có vành là 28, chiều cao là 32. Giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Nhìn cái dáng đẹp anh chị cô chú, già nâu cục cục luôn. Tiếp theo là mã số 213. 213 cây nhỏ mà nhìn nó già anh chị cô chú. Bộ đế cũng tương đối ha. Rồi bây giờ cầm 1 ở đây, cầm phong mấy hông, cầm 3 ở đây chị cô chú. Mã số 213 có vành là 24, chiều cao là 19, giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 214. 214 là cây có dáng trực quyền anh chị cô chú. Đó, có hai thân ha, một thân thì nó hơi nghiêng, một thân thì trực lên. Cũng già cục cục anh chị cô chú. Bộ đế tương đối đều.
Mã số 214 có vành là 28, chiều cao là 22. Dạ phôi này giao lưu anh chị của chú là 280k. Tiếp theo là mã số 215. 215 mấy cây tai cành đầy đủ anh chị của chú. Cây này là mình đã nuôi một thời gian ha. Nói chung là mình thả vườn mình nuôi nay cũng được là cỡ 5 tháng 6 tháng rồi anh chị của chú. Đó, cành 1 mình lấy bên đây ha. Rồi cành phong mấy hông anh chị của chú, rồi cành 3, rồi cành 4, 5 nuôi tiếp. Cây này dách lực anh chị của chú. Mã số 215 có vành là 31, chiều cao là 20. Dạ phôi này giao lưu anh chị của chú là 350k. Đó, cái cành 4 là lắc lựa anh chị của chú, 4, 5 nuôi tiếp ha. Cành 1 đây, cành phong mấy hông, cành 3. Tiếp theo là mã số 216. 216 thì cây có 3 thân anh chị của chú, 1, 2, 3. Đó, mình có thể mình về mình trồng mà sửa thế ha, nó hơi nghiêng cũng được anh chị của chú. Rồi coi cây già nu cục cục luôn. Mã số 216 có vành là 31, chiều cao là 28. Dạ phôi này giao lưu anh chị của chú là 350k. Cây là to anh chị của chú, lâu cục cục luôn. Tiếp theo là mã số 217. 217 là một cây dáng trực anh chị của chú. Bộ đế đây rất là đều anh chị của chú, còn bên đây thì tương đối ha. Rồi tay cành, cành 1 lấy đây, cành phong, cành 3, 4, 5, 6, 7 nối tiếp anh chị của chú. Mã số 217 có vành là 24, chiều cao là 20. Dạ phôi này giao lưu anh chị của chú là 250k. Tiếp theo là mã số 218. 218 với 217 giống nhau anh chị của chú, mà 218 to hơn đẹp hơn ha. Rồi mặt tiền lấy đây, bộ đế đẹp anh chị của chú. Cầm 1 lấy đây ha. Rồi cầm phong mấy hông, cầm 3, 4, 5, 6, 7, 8 có đầy đủ anh chị của chú. Mã số 218 có vành là 26, chiều cao là 20. Dạ phôi là giao lưu anh chị của chú là 300k. Cây đế đều, tay cành đầy đủ, rất đẹp anh chị của chú. Tiếp theo là mã số 219. 219 cây đế to anh chị của chú. Đó, lúc trước mình cũng có cắt ha. Cắt bây giờ nó kéo sẹo lại anh chị của chú. Tay cành đầy đủ ha. Rồi mấy đây cũng có tay cành anh chị cô chú. Còn bộ đế thì tương đối đều. Quê một cục thịt luôn anh chị cô chú. Mã số 219 có vành là 39, chiều cao là 30. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 380k. Tiếp theo là mã số 220. 220 cái cây trực lắc anh chị cô chú. Rồi cầm 1 lấy đây, cầm phong mấy hông, cầm 3, 4, 5, 6 luôn tiếp anh chị cô chú. Đó, mặt tiền lấy đây ha. Bộ đế thì cũng tương đối. Mã số 220 có vành là 26, chiều cao là 20. Dạ phôi này giao lưu anh chị của chú là 280k. Cây tay cành đầy đủ anh chị của chú. Tiếp theo là mã số 221. 221 cây này mình cũng đã nuôi thời gian anh chị của chú. Rồi cầm một lấy đây. Đó, nay cũng được chiếc đũa anh chị của chú. Rồi cầm phong lấy mấy hông đây, cầm 3,
hình 3 lấy đây. Rồi 4 5 6 7 8 nuôi tiếp anh chị cô chú. Rồi mặt tiền mình lấy đây ha. Bộ đế cũng tương đối đều anh chị cô chú. Mã số 221 có vành là 31, chiều cao là 20, giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 330k. Thì mã số 221 là mã số của clip hôm nay vừa qua kiểm Nguyễn Thông giao lưu anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328671656 cũng là số Zalo Nguyễn Thông. Clip Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có ngày đầu tuần luôn vui khỏe và thành công.